Rồi mấy anh nhìn kỹ nha, số seri nè trùng nhau đúng không, chưa kích hoạt. Đó, cái hàng này mà mấy anh nói hàng của tung của nó thì em chịu thua luôn. Em Cường với anh đi ra hãng, nếu mà chứng minh cái hàng này không phải là hàng chính hãng thì là em Cường sẽ tặng cho mấy anh 100 triệu rồi Cường dẹp tiệm nghỉ luôn. Còn nếu không á, mấy anh ủng hộ em Cường một cái máy này thôi là em Cường cảm ơn lắm rồi nha. Em biết, em nghe em cũng mắc cười thôi chứ không nói gì đó, nhưng mà cô chú anh chị lỡ mà không biết á rồi lại đưa ra cái lựa chọn sai lầm, đó là cũng khổ cho người ta, mấy anh hiểu không? Bây giờ một cái máy new chưa kích bảo hành 12 tháng đủ chính hãng luôn, mà mấy anh còn nói là hàng tung của nữa thì em cũng chịu thua luôn, cạn lời với anh thiệt chứ. Mà em nói cái giá này nè thì nó xem máy cũ thôi, 12.2, trong khi bây giờ một cái máy này gen 12 56 ghi nha, máy dùng rồi thì nó cũng khoảng tầm 10 mấy 11, trên nhau có 1 triệu, không có đáng là bao mà mấy anh được một cái máy new luôn và phụ kiện là kèm theo nó luôn nha, chính hãng luôn mới chưa dùng. Làm sao mà hàng tung của được, mấy anh nói ăn nói gì tầm bậy tầm bạ vậy đó. Rồi còn cái iPhone á 1978 á, bữa em lên á thì mấy anh cũng nói là hàng dựng. Mấy anh nói chuyện mà phi logic mà em nói là kinh khủng khiếp luôn. Hãng bây giờ họ thu lại máy cũ của người dùng đúng không, họ thu đổi á thì để làm cái gì mấy anh, không để họ đi dục hả? Mấy anh hiểu không? Thì bây giờ họ lôi ra họ bán theo cái dạng cắt bảo hành thôi, thì cắt bảo hành á khi mà mình chết lên hệ thống mặc định nó sẽ trở về cái ngày mua là năm 1978 của hãng vậy thôi, chứ không có gì dựng viết gì ở đây hết. Còn bây giờ mấy anh cứ chứng minh đi. Đó, hàng bên em đang gần có sẵn nè, cứ ra em Cường cầm những cái máy này lên hãng với mấy anh luôn. Nếu mà nó mà không phải mà hàng hãng hay mà hàng của tung của gì dựng gì đó như mấy anh nói á, thì em Cường tặng cho mấy anh bao nhiêu cái máy tặng hết mấy anh luôn, rồi em Cường dẹp tiệm không bán nữa. Còn nếu không mấy anh ủng hộ em Cường một cái máy thì em Cường vui rồi, thấy không? Chứ có gì đâu, mấy anh phải quay ra cho anh xem, mấy anh xem đi. Đó, anh thấy chưa, cách em Cường lúc nào cũng đông vậy thì anh biết cái lượng hàng của em Cường bán ra như thế nào, mà mấy anh cứ phán tầm bậy tầm bạ. Nếu mà em Cường bán cái hàng không đúng chất lượng rồi chuẩn chỉ nào kia nha, thì em nói là em Cường không có ngồi ở đây thời điểm này đâu đó. Bởi vì mấy anh không có hiểu cái câu chuyện là em Cường chuyên đi săn những cái hàng giá tốt ha, đặc biệt những cái hàng new không bóc này nè, đó new chưa kích hoạt 1978 này nè, em chia với cái giá trên mấy cũ chỉ 1 triệu hơn thôi. Bây giờ mấy anh cứ so đi, 1 triệu 1 triệu mấy mà mấy anh mua được một cái máy new luôn, trong khi người ta máy dùng rồi, đã xài cái năm rồi. Mấy anh thấy nó hời không? Em thấy nó hời lắm, còn không biết mấy anh thấy sao nha. Đó, còn so với máy đập hộp đó thì nó rẻ hơn biết bao nhiêu phải không, vài triệu bạc quá ngon chứ còn cái gì nữa mà mấy anh cứ ngồi nó tầm bậy tầm bạ không à.